lái xe khi trời mưa bão luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm như đường trơn, ngập nước, tầm nhìn hạn chế. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn gây ra các vụ tai nạn ô tô thường tâm. Do đó, khi tham gia giao thông, mọi người cần chú ý những nguyên tắc an toàn khi lái xe mùa mưa bão. Người dân cần chú ý quan sát những đời trụng thấp có ổ gà trên đường đọng nước mưa, đi xe máy với tốc độ chậm để đề phòng đường trơn, khi gặp mưa to gió giật mạnh cần nhanh chóng tìm nơi trú tránh an toàn tuyệt đối không trú hoặc đậu xe dưới gốc cây đề phòng cây gãy đổ gây thiệt hại xảy ra nên thường xuyên bật đèn di chuyển trong trời mưa bão để dễ dàng nhận biết các xe đang lưu thông trên đường người điều khiển xe cần giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để kịp thời xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm bất ngờ đặc biệt lưu ý trong ngày mưa to gió lớn người dân không nên ra đường nếu không thật sự có việc cấp bách để tránh bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng khi bị cây đổ nhà tốc mái